Em Thanh Phạm xin chào toàn thể anh chị em nhé. Hôm nay thì em có về được một vài cái mã hàng mới lên giao lưu với các bác. Thì hôm nay có một cái con vật muỗi rất là chất lượng, hàng đến từ Nhật Bản. Đó. Và sơ qua cho anh em mình thấy này, con này cực kỳ là chắc chắn. Thì cái này nó có màn hình LED điện tử luôn nhá. Nó báo phần trăm pin cũng như là anh em tắt on off đây này. Đấy, thí dụ như là nấc 1 nhá, nấc 1 anh em bấm thì nó sẽ lên cái dấu set ở đây. Đấy, còn nấc 2 thì anh em mình bấm lên ấy, thì nó sẽ lên một cái giả đèn tiêu UV. Đấy, để thu hút muỗi cũng như là các bác làm đèn ngủ luôn. Dòng này nó có đốc sạc luôn nhá. Có một cái đế sạc ở đây. Mọi người cắm cho em cái dây sạc Type-C, dùng cấp điện cho nó là điện 5V. Vào là anh em sạc như một cái đốc sạc. Đấy, đốc sạc rất là xịn sò. Thì đây, hôm nay em có một cái dòng vợt muỗi. Đó, thì con này rất là chắc chắn nên là lên giới thiệu đến cho anh chị em mình có thể tham khảo qua. Đấy, như em test sơ lược qua thì con này đánh điện của nó rất là mạnh và nó chống được trẻ em có cái tản lưới như này thì mình sờ vào đây cũng không ảnh hưởng gì. Đó. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của em Thanh Phạm nhá. Đấy, đầu video kính chúc anh chị em có một buổi tối thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình và người thân. Hôm nay em có về được một vài mã lên giới thiệu đến cho anh em mình tham khảo qua. Thì trên tay em đang cầm một cái con này là con vật muỗi, hàng đến từ nội địa Nhật. Đó, hàng đến từ nội địa Nhật. Và em thấy cái con này cực kỳ là xịn luôn này. Anh em nhìn này, có một cái màn hình điện tử báo phần trăm pin cũng như là báo anh em ấn là nó sẽ hiện lên cái dấu set ở đây. Đó, em test sơ lược qua cái mẫu này trước đã cho anh em mình coi nhá. Con này nó đánh điện cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, và thời gian sử dụng cho em nó mắc là được 3 tiếng anh em nhá. Nếu anh em muốn sử dụng một cái cây này như một cái cây đèn ngủ. Đấy, như một cái cây đèn ngủ để nó thu hút muỗi thì các bác cắm trực tiếp cái dây sạc vào ở cái phần đế. Ở cái phần đế sạc như này này, nó có cái đốc sạc luôn nha mọi người. Đấy, mọi người cắm đây thì tự động nó sẽ nạp cho nó. Có cái đốc sạc cắm chân này, chân Type-C. Đấy, chân Type-C. Và tối đến là mình cứ bật như vậy thôi. Đấy, tối đến là mình cứ bật như vậy là muỗi tự động nó sẽ thu hút, nó sẽ nhào vào đây là nó sẽ chết. Như em test ấy thì cái con này đánh lửa rất là mạnh. Cộng hưởng thêm cái đèn giải đèn LED tiêu UV như này nữa để thu hút nó muỗi đến. Rồi, con này rất là hay, nắng hè đến rồi nên là rất là nhiều muỗi. Thì anh em nào đang có nhu cầu về cái dòng vật muỗi như này thì có thể tham khảo qua nhé. Con này cực kỳ là chắc chắn và to. Đường kính của nó là được khoảng tầm hơn 20 phân. Hơn 20 phân ở chiều ngang của nó đó. Còn chiều dài của nó thì em áng chừng nha, khoảng 50 phân. 50 phân, có một đốc sạc và một dây Type-C. Dây Type-C như vậy. Thì các bác cắm vào cái củ sạc iPhone hoặc là Samsung của các bác nhá. Đây này, cắm vào đây, xong cắm vào củ sạc micro USB mà. Chân Type-C và một đầu là USB, đầu USB. Tức là nó như này. Đấy, nó như này. Chân này cắm vào củ sạc điện thoại và chân này các bác cắm vào đây cho em nhá. Cắm vào đây cho em. Đấy, có đốc sạc xịn sò luôn. Có đốc sạc xịn sò luôn, báo phần trăm pin. Không thì các bác có ở cái mức 1 như này thì nó tắt đèn và anh em ấn thì nó sẽ vợt muỗi thông thường. Mạnh lắm mọi người ạ. Đây. Em bật lên đã nha. Đấy. Rất mạnh luôn. Oánh nổ bùm 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 luôn mọi người nha. Rồi, ok anh chị em, nếu mà anh em nào đang tham khảo cần một cái mẫu như này, rất xịn. Đấy. Đẹp 99%, chỉ thiếu mỗi cái vỏ hộp thôi mọi người nhá. Đấy, giá em gửi đến cho anh em mình là giá của nó là 200.000 đồng một cái vợt. 200k một cái vợt. Anh chị nào cần thì báo em nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì giới thiệu đến cho anh em mình con đèn LED 4 khoang. Đấy, đèn LED 4 khoang. Con đèn LED này nó là đến từ thương hiệu là Vinda. Đó, mọi người nhìn cái hộp nó biết là uy tín rồi. Chất lượng của nó thì nó sẽ hoạt động
7 cho đến 15 giờ, tức là anh em dùng mắc, mắc tốc độ như này này. Đấy, sáng lắm mọi người ạ, con này sáng siêu sáng luôn. Đấy, và giải nháy kiểu dạng cảnh báo như này. Đấy, đầu tiên là sẽ là giải trắng nhá. Giải ánh trắng sáng trắng này, giải ánh sáng vàng nắng này. Và tiếp theo là cộng hưởng ánh sáng trung tính này. Đấy, sáng cực kỳ luôn. Và tiếp theo đó là nháy cảnh báo IOS. Đấy, con này hoạt động từ 7 cho đến 15 tiếng. Đấy, và các bác có thể dùng năng lượng mặt trời để sạc pin cho nó. Đấy, nó to tầm này để em áng chừng cho anh em mình xem quay video là sẽ hiểu. Kính của nó là kính chịu lực IP66. Đấy, kháng nước 66 anh em nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm một cái dây là dây tai si, dây màu đen. Đấy, và một chân sạc cho các thiết bị khác. Thí dụ như điện thoại của các bác hết pin thì các bác có thể cắm vào đây để sạc. Cắm vào đây để sạc cho điện thoại của các bác này. Cái này nó gần như một cái viên pin dự phòng luôn. Đó. Và cái đây là cái núm bịt để nước nó khỏi vào anh em nhá. Đây nút. Và đây là báo phần trăm pin. Báo phần trăm pin. Đó. Thì hôm nay em có về thêm được một cái loại nữa. Loại này thì em vẫn đang phân phối ở trên kênh. Đấy, vẫn đang phân phối trên kênh, giá là 220.000 đồng một cái như này. Đây em sẽ ghi vào đây nhá anh em nhá. 220.000 đồng cho cái dòng dòng LED Vinda hàng công ty, hàng công ty. Đấy, và tiếp theo đó thì hôm nay em có đặt cái lô này trên mạng về, giá của nó thì nó rẻ hơn, rất là rẻ. Đấy. Thì kiểu dáng của nó thì cũng rất giống nhau. Đấy, rất giống nhau. Cũng như vậy thôi mọi người nhá. Cũng báo phần trăm pin này, cũng như vậy. Nhưng mà chất lượng của nó thì nó sẽ kém hơn nhá mọi người. Kém hơn ngay từ những cái phần nhựa này, các bác nhìn nhìn cái chất nhựa của nó là khác. Đấy, một dạng nhựa thô và một dạng nhựa dày bóng. Dày bóng như vậy. Nhựa thô. Đấy. Thì anh em nhìn qua video là cũng phân biệt được rồi đúng không ạ? Đấy, thì còn ở đây thì nó có thêm một đường vân ở đây nữa này, gân đây nữa này. Nhưng con này nó là không có đâu nhá. Đó mọi người thấy không? Rồi. Thì con này thì giá thành của nó thì nó chỉ có 190.000 thôi, 190.000 một con này. Chất lượng của nó thì nó thấy nó cũng rất là sáng này mọi người. Đấy, rất là sáng. Rồi, nếu mà anh em nào mà cần lấy cái loại này thì giá của nó chỉ có 190.000 thôi. 190k. Đây em đặt về em so sánh. Còn nếu mà anh chị nào mà cần thì em sẽ gửi đến cho anh em những cái mẫu như này. Đấy, dây của nó đây này, nhìn cái dây của nó cũng hạn hẹp luôn anh em. Đấy, dây 190.000 nó cũng hạn hẹp luôn. Còn cái bộ 220 của nó, dây sạc của nó cũng nhìn nó uy tín này. Đấy, một bộ của nó như vậy. Đó, thì anh em nào lấy cái LED 4 quang loại tốt là của Vinda, em Thanh vẫn đang phân phối trên kênh thì 220. Còn cái loại mà Solarlink này, cái loại 190.000. Đấy thì anh em báo em là LED 4 quang 190.000 thì em sẽ gửi cho anh em cái mã này. Đó là hai mã. Chất lượng thì nó sẽ khác nhau nhá. Cũng tiền nào nó cũng là dạng vải đó thôi. Nên là tùy thuộc vào anh chị em lựa chọn cho mình những cái sản phẩm nó tốt, cũng tương ứng với cái đồng tiền anh em bỏ ra. Em sẽ ghi vào đây cho nó đồng bộ luôn nhá. Hai loại thì 220k. Mã này là LED M4 này. Đó, M4 này. Còn LED này nó là LED, gọi cho LED là M5 nhá. Đó, LED M5. Tiếp theo thì em có được một ít cái cặp dây trượt. Dây trượt này nó là dòng dây trượt giảm chấn, dành cho anh em chuyên đồ chế cháo, cũng như là thay thế những cái cặp dây trượt thông thường của các bác. Đấy. Hay lắp đặt vào những cái ngăn tủ kéo. Thì mẫu này thợ thuyền dùng rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ và nó dày. Cái dòng này nó là dòng 3 tầng nên là cái độ kéo ra của nó dài hơn những cái loại thông thường anh em nhé. Và nó có những cái dây giảm chấn như vậy. Đây này, cái giảm chấn này, khi mà lẫy nó vào cái khớp này rồi thì nó tự động nó sẽ vô. Đấy, trong này nó có một cái ti trượt. Đấy, ti giảm chấn. Ví dụ như nó khớp vào đây thì tự động nó sẽ vào như vậy. Đấy, mọi người nhá. Đây. Đấy, rất là nhẹ nhàng, ngay như cả anh em có thể là trẻ nhà mình có thể đưa thật là mạnh vào thì nó cũng chỉ có từ từ nó vào thôi.
Đấy, nó vào cái lẫy này nó từ từ nó vào thôi anh em nhé. Một cặp như này này đấy thì nó sẽ là một cặp thôi. Em sẽ đo phần kích thước cho anh em mình coi luôn. Bản của nó là 4 phân rưỡi nhá, bản của nó là 4 phân rưỡi, dày là một ly rưỡi, một ly ba, dày 1 ly 3. Tổng chỗ này là 35.6 phân, 35.6 phân. Và khi mà anh em đưa, nó là dòng 3 tầng như này này, 3 tầng thì em sẽ đo cái phần từ cái góc này chạy ra để anh em kéo ngăn kéo ra đó. Đấy, nó rất là dài. Đây, anh em kéo ngăn kéo ra thì nó được là 35.5 phân. Đấy, 35.5 phân là cái phần năng ngăn kéo ra đấy. Còn thông thường thì 2 tầng thì nó sẽ ngắn hơn nhá. Nó sẽ ngắn hơn. Đấy, tự động nó sẽ giảm chấn vào. Cái dòng này đấy, tự động nó vào này. Cái dòng này nó gọi là dây trượt giảm chấn. Dây trượt giảm chấn. Thông thường thợ mộc á, hoặc là thợ tủ á, thợ làm tủ bếp rồi tủ ngăn kéo học hành á, người ta lắp á, thì người ta đo kẹp luôn, người ta đo phân tích trừ đi cái phần này này, hai cái này vào là 2/6. Và em gửi đến cho anh em cái này cực rẻ nhá, cực rẻ luôn. Cho một cặp dây trượt là hai cái đó, một cặp như này là hai cái này, giá là 65.000 đồng, 65.000 đồng hai cái, hàng mới nguyên chưa xài. Tiếp theo thì em về cho anh em một cái dòng sạc ắc quy thông minh. Con này nó là con sạc ắc quy Polymay. Con này xài điện áp là từ 100V cho đến 250V. Đấy, xài điện áp thì tùy anh em muốn xài điện Nhật hay xài điện Việt Nam hay xài điện nào cũng được. Nó sẽ sạc được cho ắc quy từ 3 cho đến 200A là cái con sạc của nó cực khủng luôn. Mẫu này thì các bác nào mà đã sử dụng qua rồi ấy, thì sẽ là không có thể bỏ qua được cái nói chung là không có loại nào so sánh được cái dòng này đâu. Đây là một số cái sách hướng dẫn thì anh em về có thể tham khảo thêm. Đấy, tham khảo thêm. Con này thì an toàn nhá. Nhiều con ấy thì sạc nó không ngắt đâu. Vỏ ngoài thì được làm bằng nó không phải bằng nhựa mà nó là bằng hợp kim hay bằng cái tấm tôn nhôm tiếc gì đó. Có quạt tản nhiệt ở đây. Đấy, và công tắc ở đây thì nó sẽ là công tắc điều chỉnh. Ví dụ như anh em sạc trong bình 12V thì đây, nó có cái con motor này. Sạc cho bình 24V này thì anh em mình ấn về đây là cái chỉ biểu tượng ô tô, có một cái màn hình LED ở đây. Và đây nó sẽ có đèn báo đây, 24-12 và trang green. Đấy, auto volt nhá. Cái dòng này nó cũng là dòng gọi là dòng auto volt, rất cứng cáp luôn, vuông vắn. Bây giờ em trước khi em ấy thì em sẽ đo cái phần kích thước trước cho anh em mình mừng tượng ra nhá. Con này nó là 17.5 là chiều dài của nó, còn chiều ngang của nó thì nó đâu đó được 13.4, hơn 13 phân. Bản dày của nó đây, bản dày của nó là 7/2. Đấy, bản dày của nó 7/2, màu vàng rất là đẹp như vậy. Đấy, khi mà mình cắm điện vô thì đây, cắm điện vô đầu này, có hai cái đầu kẹp rất là chắc chắn như này. Đấy, hai đầu kẹp chắc chắn. Bây giờ em sẽ test thử luôn cho các bác nhá. Thành sẽ test cho anh em mình cái con này nhá. Đấy, con này thương hiệu của nó là Polymay. Ở đây thì anh em cứ dùng điện 220 cho em. Khi mà cắm điện lên này, nó báo này, đèn báo này, màn hình này. Anh em đang bật chế độ sạc 12V này, bật chế độ sạc 24V này thì nó sẽ báo ở đây trên này luôn. Thì các bác cứ cặp 12V là lên đèn 12V, còn cặp 24V nó sẽ lên đèn 24V. Và trang ring này thì nó là khi mà điện nó vô sạc thì bắt đầu nó sẽ báo. Đấy, nó sẽ báo màn hình đây. Đấy, rất xịn sò, quạt gió bắt đầu chạy, cắm điện và phát chạy luôn nhá mọi người nhá. Đấy, và con này chống chập thì ngay như cả anh em dí vô và cũng không việc gì, không tóe lửa. Đấy, và cũng không ảnh hưởng gì. Đấy, cũng như là ngược cực của cái dòng ắc quy. Đấy, chống chập, chống ngược cực luôn. Và bây giờ em sẽ test cho anh em ở cái bình 12V nhá. Đấy, khi mà cắm một cái bình vào thì nó sẽ báo phần trăm pin. Báo phần trăm pin. Và anh em cứ sạc cho em từ 3 cho đến 200A được. Từ 3A cho đến 200A rất là tiện. Có những ắc quy rất là nhỏ thì anh em cứ sạc bình thường.
đấy, và auto vol 12 đến 24V, khi mà cắm sạc vô này thì nó sẽ báo này, báo đèn này đấy, và ngay như cả cái công tắc này nhá, đấy nó đã auto vol, anh em ấn dù có ấn sang ô tô đi chăng nữa thì nó cũng không có báo, tại vì là mình đang sạc con 12V mà đấy, nên là các bác cứ yên tâm mà sử dụng, ai cũng có thể sử dụng được. Và khi đây là nó sẽ tự ngắt được rồi, nó tự ngắt, con này tự ngắt cực kỳ là an toàn. Đấy, những cái dòng sạc ắc quy của ông Phúc Xô ấy, thì cũng có những cái con mà nó không có ngắt được đâu. Đấy, thì con này nó khắc phục cực kỳ là tốt những cái tính năng như trên, và giá của nó thì cũng chỉ bằng con sạc Phúc Xô thôi anh em ạ. Đấy, thì mẫu này anh em nào cần thì có thể tham khảo qua. Đấy, giá cho một cái con sạc này gọi là sạc Polymay, giá một con sạc ắc quy auto vol như này, giá em Thanh gửi đến cho anh em mình chỉ có 330.000 thôi, 330k, và được bao ship cho anh em đến tận nhà, bảo hành cho anh em 1 tháng. Đấy, bảo hành lỗi về máy là 1 tháng cho anh chị em đổi mới hoàn toàn luôn. Đấy, về các bác dùng. Hôm nay em Thanh có cái này rất là hay, mới về được vài chiếc này mọi người này. Con này là con quạt gió nhá, con quạt gió. Quạt gió này thì đeo cổ, cái này đó là cái inox để làm mát cổ sau này. Cái này mình mọi người có thể gấp gọn mà được, cho trẻ nhà mình đi học đi hiếc các thứ là mình gấp gọn mà được rất là hay này. Đấy, có màn hình hiển thị pin, phần trăm pin ở đây này. À, tốc độ anh em ạ. Tốc độ. Ba tốc độ, phần trăm pin nữa luôn, 80% pin luôn. Ở đây là cái hộc gió nhá. Cái hộc gió để thổi lên khe cổ của mình. Đấy, mọi người có thể đưa vào cổ như này. Rất mát nhá. Bình thường anh em thấy lại nóng là các bác biết rồi, toàn toát ra mồ hôi cổ thôi. Đấy, thì cho trẻ nhà mình hoặc là các bác có thể dùng cái này. Cái này có thể gấp gọn vào được luôn. Đấy, rồi hết pin thì mình sẽ sạc ở đây này. Hết pin anh em sạc ở đây bằng chân tai si nhá. Nó đi kèm cho anh em chân tai si luôn. Đấy, chỉ việc ấn thôi. Cấp độ 1 này. Cấp độ 2 này, cấp độ 3 này. Cái lượng gió cho ra rất là mát đấy. Anh em đưa lên cổ rất là mát luôn. Rồi, em có được vài cái này, 1 2 3 4 4 cái. Giá cho một cái quạt đeo cổ. Giá cho một cái quạt đeo cổ này. À, đâu nhỉ? Đây chờ em chút xíu đây. Cái quạt đeo cổ này giá là 350.000 một cái nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu về cái mẫu này mua cho trẻ em nhà mình, hoặc các bác dùng đi làm đấy cho nó đỡ gió. Quạt này nó là thân quạt sò này, quạt sò rất là mát. 350.000 đồng một cái quạt quạt đeo cổ, hàng cực kỳ là chắc nhá, rất chắc chắn luôn. Còn một con đeo cổ này nữa này mọi người này. Con đeo cổ này nó là con máy massage cổ anh em ạ. Massage cổ, con này nó là con của Okazamachi. Đấy. Thì chân sạc của nó là chân USB micro USB thôi, chứ không phải dạng của tai si đâu. Đấy. Thì con này cơ cấu hoạt động của nó thì nó sẽ làm như kiểu là tia điện nhé. Tia, nó gọi là cái tia gì đó anh em ạ. Đấy. Để nói chung là cái tia, nó gọi là cái tia giật lên một chút với những cái đầu đây là đầu massage. Thì khi anh em dùng ấy, thì mình sẽ bấm lên như này, bật lên đèn, xong anh em ấn cho em cái này là bắt đầu nó lên này. Đấy, cấp độ này. Đấy, và đây là mấy chế độ, các bác có thể thay đổi các chế độ ở từ cái nút này. Đấy, và nó sẽ lên tiếng kêu lên như vậy. Đấy, mấy chế độ cơ anh em nhé. Đây này, rung này. Đấy, mọi người thấy không? Rung lắc này. Anh em có thể cho tăng giảm. Đấy, tăng giảm làm nóng. À, cái này không biết là có làm nóng không, nhưng mà em có test thử, em dùng thử thì cái này nó bắn lên những cái dòng tia kích hoạt gọi là sông điện hay cái gì đó. Cái gì gì đó. Đấy, rất là hay nhá mọi người nhá. Rồi, giữ lì là tắt nhá. Con này con massage cổ thì giá của nó là 350.000 đồng nhá.
Đấy, 350k em hỗ trợ anh em phí ship nhá. Đấy, hỗ trợ anh em phí ship cho mấy cái dòng như này đi. Mấy cái dòng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em về được cái mã cân sức khỏe anh chị nhá. Con mã cân này thì cực kỳ là xịn sò. Thương hiệu của nó là Abido. Thương hiệu Abido. Mặt kính có màn hình LED. Đấy, rất xịn nha mọi người ạ. Cái này viền này nó là bằng inox này. Bằng inox này. Rồi, ở đây thì nó sẽ có sách hướng dẫn này, hướng dẫn sử dụng này. Một cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng mọi người ạ, cái dòng này. Hộp của nó đây. Và nó có thể xài app được nha mọi người. Xài app cho hệ điều hành Android, Apple. Đấy, mọi người có thể theo dõi sức khỏe. Đây, mọi người nhá, nhìn đây. Đó. Và trong này xem em xem còn cái gì không ta. Trong này thì không còn cái gì cả. Chỉ có sổ sách thôi. Sách giới thiệu cái dòng này nó có cả tiếng Việt cho anh em mình xem luôn này. Đấy, có cả sách hướng dẫn cho anh em mình luôn. Và cái dòng này nó sẽ xài pin nhé mọi người nhá. Nó xài pin này. Hai viên pin tiểu nhỏ. 3A mọi người ạ, 3A. Con này cân tối đa là 180 kg. Rồi, xuất xứ hàng nội địa Trung. Xuất xứ hàng nội địa Trung, nhưng mà cái thương hiệu này nó nổi tiếng lắm. Nó là hàng xuất châu Âu nhá. Hàng xuất châu Âu, anh em cứ tham khảo cái thương hiệu Abido này. Abido là mình biết cái dòng này nó như thế nào. Mẫu này thì nó nhỏ, nhỏ gọn xinh xắn, màn hình LED to, đường kính của nó là nó là vuông 26 phân này. Đấy, vuông 26 phân thôi, rất là mỏng. Con này thì bỏ cái phần lẫy pin ra, mình sẽ cân luôn nhá. Đấy, màn hình rất là to đây, nó có 4 cái chế độ cân, nhưng mà em sẽ hướng dẫn này sẽ test cho anh em ở cái phần cân kg này. Cái mỏ ngoặc này và FT này, IP này và kg. Đấy, kg. Rồi, em cân thử luôn cho anh em mình. Đấy, thì cái này số nó rất là to, 26 cân. Đấy, em bảo thằng cu nhà em nó lên nó cân thử luôn cho anh em mình xem. Rồi, ok nhá. Đấy, 26 cân. Số rất là to và rõ ràng anh chị ạ. Đó. Cái dòng cân Abido này, anh em nào mà có quan tâm đến cái mẫu này về kết nối app cho em nhá, để mình kiểm soát cân nặng rồi là về sức khỏe các thứ. Nói chung là nó vẫn còn nhiều tính năng lắm. Mọi người nhìn này. Đấy, nó có tính năng là cân nặng này. Đấy, nó báo về mỡ nội tạng này. Đấy, khối lượng cơ này. Rồi BMR cái gì đó. BMI này. Nước trong cơ thể này. Khối lượng xương này. Độ tuổi cơ thể này. Tỷ lệ mỡ cơ thể và tỷ lệ cơ xương. Và protein này. Đó, thì đây nó có sách hướng dẫn hết cho anh em mình rồi. Mình sẽ tải app về và kết nối với nó là đây nó có mã QR để anh em tải app nữa này. Đấy, thì cái này mình kiểm soát được cái sức khỏe rất là tốt. Đấy, kiểm soát được sức khỏe rất là tốt đây mọi người ạ. Đấy, thì anh em mình về tham khảo thêm nhá. Con này nó rất là nhiều cái tính năng. Rất là nhiều tính năng. Rồi, em báo giá luôn cho anh chị em mình cái con cân Abido như này. Giá cho em nó là 330k một con như này. Em hỗ trợ anh em phí ship đến tận nơi để các bác về chăm sóc sức khỏe nhé. Cân nặng, nếu anh em nào đang béo rồi là có thể cân cái này để mình kiểm soát để giảm cân, cũng như là chị em nhà mình đang biếng ăn hoặc là các bác hơi gầy ấy, muốn uống thuốc cho nó tăng cân hay như nào đó thì mình dùng cái mẫu này. Hoặc anh em thể dục thể thao các thứ mình về mình dùng. 330.000 bao ship cho anh em nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em Thanh về được cái lô dây bơm. Dây bơm hàng này thì nó là hàng thương hiệu của Taiwan, xuất sang Nhật anh em nhá, xuất sang Nhật. Và nó là hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Thì con dây này có chiều dài của nó là 10 mét nhé mọi người nhé. Đây còn nguyên giấy tờ này. Nguyên giấy tờ nguyên siêu như vậy, mới 100%. Đấy, hàng Made in Taiwan. Cái dòng này thì nó là dây dài 10 mét. Thì mọi người
cái đầu này nó rất là hay khi mà anh em dùng ấy, là nó có thay những cái đầu khớp nối như này. Đấy, đầu khớp nối này các bác vặn cho em, vít vào cho em cái đầu đầu vòi nước nhá. Đầu vòi nước xong mọi người xoáy cho em cái ốc này vào cho nó ghim chặt vào. Đấy, khi nào mà anh em dùng á, nước sạch bây giờ nó rất là mạnh rồi. Khi nào anh em dùng á là chỉ có việc kéo ống xuống, ấn xuống cho em và nâng nó lên thả tay ra thôi. Đấy là cái đầu ghim nhá, đầu ghim. Đấy, khóa vào là xoáy vào là khóa luôn. Đấy, và mở ra thì ấn xuống thì mới được. Đấy, không thì anh em cứ ấn xuống cho em vào, khóa cái này phát vào cứng khờ luôn. Hàng của nó rất là chất lượng. Ngoài ra thì cái phần đầu này cũng vậy nhá, phần đầu này cũng vậy này, các bác cũng có thể tháo rời ra được luôn. Đấy, tháo rời ra được luôn đó, mọi người thấy không? Ở đây thì rất nhiều các chế độ, anh em có thể xoáy đây này. Hàng này thì bao chất để cho anh em mình mang đi mang lại, nó gọi là cái du lô nước mọi người nhá. Du lô nước anh em quận phô vào, mọi người tưới cây cảnh, tưới phong lan ở nhà thì chuẩn bài luôn. Chiều đến mình mang đi mình thư giãn, mình tưới tắm cây cối trong nhà đó, cũng tạo nên một cái thể thao hoặc là cái gì đó mình rất là thích luôn, để tưới cây cối sân vườn rồi. Và hàng này nó là hàng mới 100% anh chị nhá, hàng mới 100% được nhập khẩu nguyên chiếc về thương hiệu Make, nó là sản xuất tại Make in Taiwan này. Đấy, cái này Osaka City, Osaka này, Japan này. Đấy, thì cái dòng này nó là dòng nhập khẩu về nha anh em nhé. Dòng nhập khẩu về thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tính năng, 6 cấp độ để anh em vặn ở đây. Đấy, dây của nó thì rất là to đây anh em. Bây giờ em sẽ đo cái phần dây này. Dây nó rất là dẻo và có những cái sợi này để bảo vệ cho cái dây nó khỏi gập, nghiếc các thứ đó. Em mà đo luôn cho anh em cái dòng dây này nó là bao nhiêu mili nhá. Đấy, đường kính của cái dòng này nó là nó gần được là 12. Đấy, 11. 11 hơn 11 mili. Đấy, cái đường dây ống này và có chiều dài là dài 10 m. Dài 10 m. Ở đây thì nó có ghi là 11 mili đây này, 11 mili. Còn cái này 7.5 mili nó là không biết là nó là cái gì. Đó. Thì em có được một ít cái vòi nước cuộn như này, gọi là Zulo cuộn, Zulo nước đi anh em, gọi là Zulo nước giúp em nhá. Thì anh em nào lấy cái mẫu này đó thì em báo giá luôn cho các bác về tưới cây, tưới cối dùng trong gia đình, hàng nguyên seal, hàng nguyên seal, còn nguyên cái giấy của Nhật luôn này. Đó, thì cái mẫu này nó là vòi nước 10 mét nhá anh em nhá. Gọi đó là vòi nước 10 mét, giá em gửi đến cho anh em là 550.000 đồng bao ship cho anh em, hàng mới 100% chưa qua sử dụng luôn. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc về anh em ạ. Đó, thì cái dòng này dòng nhập khẩu mới 100% nên giá của nó hơi cao. Anh em nào cần nhu cầu cái mẫu này thì báo em nhá. Em được có khoảng tầm chục cây. Chục cây này thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em về được cái lô quạt tản nhiệt hàng xuất Mỹ. Hàng xuất Mỹ. Con này nó là dòng thương hiệu của nó là thương hiệu Sunon. Đấy, Sunon. Và nó có mã sản phẩm của nó là 101A, 101A. Điện áp đầu vào của nó là 115V. Đó. Và tần suất là 50/60Hz. Ở đây thì rất nhiều các tiêu chuẩn, rất nhiều các tiêu chuẩn đề ra để nó xuất Mỹ. Con này thương hiệu Sunon thì nó đặt cái công xưởng tại Make in China anh chị nhá. Nó sử dụng động cơ không chổi than, cái dòng này thì đa phần là vậy rồi. Đấy. Vỏ khung là khung nhôm nhá. Vỏ là vỏ khung nhôm. Cánh thì nó sẽ có 5 cánh và cánh là cánh nhựa thôi, nhưng mà vỏ của nó là vỏ khung nhôm. Một cái như này này, nó có trọng lượng của nó là lên tới là 5 lạng rưỡi một cái, 552 gram anh em nhìn này. Đó, 552 gram luôn. Đấy, là một cái nhá. Nên là nó rất là chất lượng cho những cái mẫu như này. Thì điện áp đầu vào của anh em là 115V. Thì nếu mà anh em muốn dùng điện 220 thì các bác có thể là dùng hai con. Dùng hai con như này. Mình sẽ dùng thành một cái quạt đôi, hoặc anh em có thể làm hai cái quạt như vậy. Hai cái quạt như này. Nó có những cái lỗ ở đây để anh em mình bắt vít nở các thứ ở đây. Đấy, các bác có thể đặt như vậy. Đấy, đưa cái con ốc vào đây này. Đó, làm quạt đôi như này. Hoặc quạt đối lưu. Quạt đối lưu, một cái thổi vào, một cái hút ra.
đấy, rất là hay. Như cái này thì em cũng có hàn sơ qua về các bác về cắm điện như này này. Đấy, mình sẽ đấu nối tiếp vào một bên, một chân này sang một cái quạt bên này, còn lại một chân này và một chân này, tức là mỗi bên có một chân đó. Anh em cắm điện 220 và là anh em xài thôi. Em sẽ đo cái phần kích thước trước, xong em sẽ test luôn cho anh em mình cái mẫu này để anh em có thể mường tượng ra được. Chiều của nó là vuông 12 x 12 và độ dày của nó là 4 phân nhá. Đấy, bản dày của nó được 4 phân. Rồi, rất nặng. Hai cái đã mất hơn 1 ký rồi, ký mốt rồi. Hai cái quạt như này. Mẫu này anh em có thể tán nhiệt cho biến áp cách ly, rồi làm cho những cái máy móc, rồi là những cái gì đó mà anh em liên quan tới đồ chế cháo cần tán nhiệt thì các bác dùng cho em cái mẫu này. Siêu mạnh luôn nhá. Rồi, em ghim điện vô test thử luôn cho các bác cái mẫu này nhá. Đây đấu thẳng trực tiếp điện 220 này. Đấy, gió nó mát như vậy luôn. Rất mạnh luôn nha các bác này. Em đặt một cái tương đối là xa rồi đấy nhá. Rất xa đây này. Đó, anh em thấy cái lượng gió của nó đấy. Bây giờ quạt chạy tít luôn. Chạy tít mú luôn này. Cái này anh em mình làm quạt mát mùa hè cũng được luôn các bác nhá. Làm quạt mát mùa hè luôn cũng được luôn này. Điều chế. Rồi, ok anh chị nhá. Anh em nào mà cần mẫu này thì báo em này. Ở đây giá thì em gửi đến cho anh em là hai cái nhá. Hai cái giá cực tốt luôn, là hai quạt Sunon. Giá là 110.000 đồng. 110.000 đồng hai chiếc. Hai chiếc này nó mò cân mốt. Đấy, cân mốt và giá trị của nó có 55.000 một cái thôi. Rất ngon luôn này. Rồi, tiếp tục em về được một ít cái còi Kia anh em nhá. Cái còi Kia. Đấy, con còi này còi 12V. Còi 12V của một cái thương hiệu Impact, nó dành riêng cho cái hãng xe Hyundai Kia này. Đấy, Hyundai Kia anh em ạ. Con kè này kêu rất là to. Thì cái này đây, thương hiệu Impact này. Đấy, và bao cho anh em nghe kêu ngon lành nhá, kêu to luôn anh em ạ. Đây là những cái gen này, gen 4 à. Đấy, gen này gen 4 và đâu đây có hai cái đầu này. Thì mọi người về chế vào xe công nông hay xe đạp điện hay xe Honda á, anh em thích độ chế thì dùng cái con này, kèn siêu to khổng lồ luôn anh em ạ. Bây giờ em sẽ test luôn cho anh em nhá. Chất nhựa ABS này, 12V này. Đấy, hàng bao chất cho anh em mình về chế. Ở cái này test ấy, thì bên ngoài của nó to phải gấp đôi so với cái âm thanh mà các bác nghe đó. Tại vì nó âm thanh của nó là nó giải nén nhá. Đây, em mời anh em nghe thử này. Nó to dã man luôn các bác nhá. Nó rất là to đấy anh em ạ. Kinh khủng khiếp luôn. Rồi, 12V anh em nhá. Đây là những cái mẫu kèm em gửi đến cho anh em là hai chiếc nhá. Hai chiếc. Đấy, kèm Kia 60.000 đồng hai chiếc anh em ạ. 60k. Thì nếu anh em nào thích dùng 12V ấy thì cứ đấu nối tiếp vào hai con thôi. Đấy, cứ lấy một chân con này, một chân con này là đấu chung với nhau, còn lại mỗi loại mỗi kèm một chân nữa thì đấu ra điện 24V là anh em xài được con này rồi. Tức là mình đấu nối tiếp. Ok anh em nhá, 60k 2 kèn.